Làm cách nào để pha hai màu son với nhau? Dùng tăm bông. Lấy son lên. Muốn pha với cây nào thì đánh cái đó lên. Ta sẽ có hai màu son trên cây tăm bông. Dùng cỏ môi trộn đều. Cách này sẽ giúp màu son trộn lẫn hoàn toàn và thay đổi màu khác biệt đó. Nếu mà một cây son ở nhà có màu đậm quá, thẳm quá, ví dụ như là hồng đậm quá, hồng đỏ quá, chói quá, nên có một cây son màu ni, màu da. Cái này sẽ làm khi mình trộn lẫn bằng cái cây tăm bông, nó sẽ làm dịu những cái màu đó xuống. Nên nhớ khi mua cây son màu ni, nhớ lựa chọn cái loại mà có nhiều dưỡng nha. Có nhiều dưỡng, có độ dưỡng thì nó sẽ mix rõ ràng hơn, nó sẽ trộn lẫn được nhiều hơn. Còn mua những cái loại son lì quá, khi mình trộn nó sẽ không có mix được nhiều. Mình có thể trộn cam và hồng thành hồng cam, đỏ và nuôi thành đỏ, đỏ dịu xuống. Và nói chung là pha thành màu gì là tùy mình, quanh quẩn chỉ có nhiêu đó màu thôi. Đối với những mẻ son thì cái cách trộn son đó sẽ giúp ích các bạn rất là nhiều. Gì không có chứ son thì đầy. Thêm mấy cây limited. Tiền thì không có là cũng có son hết đó, bồ tặng hết. Clip về chăm sóc da và mụn mình đang soạn, 1-2 ngày nữa sẽ post nha. Đợi mình nha. Bye bye. Đi tập nha. Đi tập thể dục liền nha chưa.